Sao chúng ta lại phải ăn thịt bò? Đơn giản cực kỳ, vì thịt bò khiến chúng ta vui. Chả là buổi trưa cả phòng không biết ăn gì thì mình thấy cái clip của bếp trưởng. Thôi thì đặt luôn một set lẩu bò tự do để cả phòng cũng no nê. Thế là chưa thấy cái chỗ nào mà chu đáo như thế này. Phục vụ cả nồi bếp rồi đến giấy ăn và bát đũa. Chưa ăn đâu mà đã thấy ưng rồi đấy. Các món ăn thì được xếp sắp rất là tỉ mỉ. Nước lẩu thì siêu nhiều, cái này phải dùng đến mấy lượt. Con bò có những cái gì thì một set lẩu này có những cái đó. Từ đuôi, tủy đến thịt, rồi cả gân bò, sách bò có hết. Ngoài ra có cả đậu rau và mì ăn kèm nữa. Bữa này là hôm cuối ở văn phòng, ăn để lấy sức về quê đấy mọi người. Lẩu thì chưa sôi nhưng mà anh em tôi đã sẵn sàng rồi. Thịt đã trong tay, lẩu sôi là nhúng. Đợt này có duyên với tương bần ghê. Có muối nhưng mà lần này nhất quyết chỉ chấm tương. Mọi người đừng hiểu nhầm nha, không phải chỉ có hai anh em mình ăn đâu. Đây là bọn mình xung phong test đồ trước, cho mọi người an tâm ăn uống ý mà. Cái gì cũng phải nhúng chứ. Cái ông ăn sập này chỉ nhăm nhe nhúng thịt thôi. Cái đuôi nó dày nó ngon thế này cơ mà. Đấy, tay vẫn gắp lia lịa bắp bò. Gân bò ở đây cũng siêu to mọi người ạ. Lần đầu tiên mình ăn lẩu bò mà có cả tủy. Thế bảo cái này nó ăn giống ốc lắm. Ok, đậy nắp cho chín đã, lát thử. Mọi người ơi, đồ chín rồi ra ăn đây, không là ông ăn sập ăn hết đấy. Vận tốc tay ông ấy cứ phải ngang với vận tốc ánh sáng. Thôi làm nhẹ miếng bò cả lại hết. Không nhận cái tương nó thơm. Giờ mới biết ăn với thịt bò hợp như vậy. Tương đã ngọt rồi, thịt bò còn ngọt hơn cả tương. Một phần là cái nước lẩu cái kìa, hình như còn được gọi là nước lẩu bulgogi. Nó thơm, nó ngọt, nước dã man. Đâm ra là nhúng cái gì vào cũng ngon. Đây, bây giờ mới tìm được thấy miếng tủy này. Bảo là tủy giống ốc mà đâu có bị dễ nát. Nhưng mà thề ăn cái vị ngậy ngậy y như ăn ốc thật. Khúc này nhìn lại thấy khổ thân chị cameraman. Ai cũng ăn nhèm nhẻ một mình chị đứng quay. Thôi để em nói cảm nhận tiếp cho chị đỡ tủi thân nhá. Ăn được một miếng tủy mà mê luôn tủy rồi. Bên ngoài dai bên trong mềm. Nhưng mê thế nào thì cũng phải ăn miếng thịt bò cho nó đỡ ngán. Bò ba chỉ dai dai cũng gọi là ngon. Phải nhúng thêm đuôi, nãy giờ mình chưa được miếng nào. Cả bắp bò đỏ tươi nữa, ông ăn sập cán quét hết cả rồi. Lạ nhở, hẳn một đĩa gầu bò mà không ai động tới. Hà, chắc là thấy nhiều mỡ nhưng mà quên đi, hơi bị ngon đấy. Thức ăn phở mê nhất là ăn miếng gầu, béo béo ngậy ngậy đỡ ngon. À còn cái sách này thì ai chịu được mùi thì hẵng nhúng nha. Ôi dồi ôi, cuối cùng miếng đuôi cũng chín rồi. Nhìn bóng cả mắt, bỏng cả miệng, ăn thì thịt với da bao mềm. Phần thịt đuôi vẫn cứ là chất lượng. Vâng, hóa đơn cho 5 người ăn đây. Alo cái là lại có anh nhân viên đến dọn. Sạch sẽ ngăn nắp nhưng chưa có chuyện gì xảy ra.